hải đào qua địa cầu mẹ tạo ra con, nâng niu hồn xác cho tròn để rồi mau dạy cho con thành tài. Kinh lạy mẹ mỗi ngày lấy chuyện hội long qua lửa tiền nhi tài, nữ nam học đạo hăng say đỡ chờ hoàng mẫu hoằng khai đạo lành. Kinh lạy Phật ban hành tâm đạo, nghe lời truyền Phật bảo hiền lương, chánh tà phân tỏ đo lường, giữ lời Phật dạy dân dương trong lòng. Kinh lạy Tổ Phan Hồng Tha Thứ, ban lời truyền thi cử quân ba, độ cho nam nữ trẻ già, lấy cầu sám hối thoát qua ngục hình. Kinh lạy Thầy Quyền Linh Tâm Pháp, ban đạo màu đền đáp công ơn, dầu cho biển cạn non sờn, lòng con chẳng dám quên ơn của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thương
lỗi này không dám làm ngơ, gây nghiệp chướng chửi trời mắng thanh. Tội lỗi này con xin nhận lành, tại con gây trong cảnh dương trần. Rồi bây giờ tàn tật tâm thân, con cũng biết nghiệp trần dây trà. Mẹ thương con ban cho phép là dạy cho con bị đỏ cứu mình. Con lại cầu sám hối vì sinh, tìm biện pháp cứu mình tội lỗi. Chốn dương trần cho dây bạc hồi, con nghĩ ra tội lỗi tràn đầy. Mẹ hiền ngữ ở lầu Tây, xin cha mẹ tổ thầy ban phước. Con chí công từ đây làm được, dạy cho con cứu rước linh hồn. Con ngu khờ tâm dạ không khôn, gây tội lỗi dập dồn dây trà. Sợ sau này con mang hậu quả, tại con làm những điều bậy bạ. Chửi mẹ cha nhục mạ cô gì, thấy người nghèo con lại khinh khi. Tội mắng chú chửi gì cô dường, con sám hối lờ kinh hồi tưởng. Viết vừa quá dây mượn quá nhiều, con đã gây tội lỗi đủ điều. Nay sám hối lập nhiều công đức, vì ngày xưa ham mê giành giật, nên ngày nay khổ cực đủ điều. Mẹ thương tình dạy dỗ chất chiêu, dạy con làm những điều chuộc lỗi. Con cố gắng từ đây cải hối. Mẹ thương con khờ biết lỗi, nên ngày nay sám hối tội tình. Mẹ thiên đình dạy dỗ tâm kinh, con chí dốc tận tình tu sửa. Mẹ thương con đừng nên chọn lừa, con cầu xin mỗi bữa mỗi ngày. Ở dương trần nam nữ gái trai, lập hương án đền đài sám hối. Cho chúng con trì kinh nhận lỗi, diệt dương gian gây tội hàng ngày.
tình xa tội con trai, rồi tha thứ nhi hài phận gai. Tội tình kia chúng con dấp phải, quyết từ đây cải hối sửa lòng. Nay hàng ngày con cứ trông mong, xả cho hết chất chồng tội lỗi. Tội của con cho dây bạc hồi, bạc 13 tội lỗi chất chồng. Đến tháng ngày lỡ lại không xong, mượn pháp lý to còng sanh chung. Việc con làm tưởng đâu là đúng, nhưng nghĩ ra vô dụng với đời. Bạc cho dây cắt cổ ăn lờ, nay lâm bệnh cầu trời tiên thanh. Cứu thân con trong cảnh dương gian, tại vì con ăn ở phủ vàng. Ham vật chất bạc vàng châu bao, làm những điều bất nhân gian xào. Bạc cho dây quên đạo làm người, tạo lỗi này từ lúc đôi mươi. Hưởng phú quý vui cười hi ha, cuộc đời tàn rất nhiều điều là nghiệp cho dây hậu quả đến rồi. Của tiền tài bỏ chạy buông trôi, lâm vào cảnh đứng ngồi không dừng. Bệnh trong thân vô phương chịu đựng, thuốc dưới thang không những tốn. Mà trong mình chứng bệnh không yên, gây nghiệp chướng lý phiền đau nhức. Bệnh trong thân gây thêm cùng cực, nên hàng ngày tăng thêm tột bực. Hậu quả con đúng lực phân hình, nay thánh thần xét sự công minh. Tạo nghiệp chướng vô tình nhân lành, cuộc đời tàn mang điều bất hạnh. Tạo làm chi trong cảnh dương trần, rồi bây giờ khổ sở tâm thân. Xin cha mẹ thánh thần tha thứ, nay con đến am thiện mẫu từ. Xin mẹ hiền cho con đến dự, chuộc lỗi lầm sanh sự ngày xưa. Quyết từ đây con hứa con chừa, không có dám gạt lừa sanh chung. Hứa từ đây làm điều hữu dụng, ngày sám hối điểm kinh trì tùng. Trước trân dung Phật mẫu con thầy,
bỏ những điều tội lỗi gớm ghê, tu đắc pháp trở về tiên cảnh. Tại vì con tạo điều bất hạnh, nên ngày nay nhận lãnh phạt hành. Tạo những điều tội lỗi sát sanh, trong một tháng giết hành heo cuối, không biết là gặp mái hay rồi, còn sanh ra chủ hội ăn lờ. Trâu bò không thể làm ngơ, còn chớ hủi tính lờ tính lầy. Việc xác sanh con không ngần ngại, chớ hủi từng tính lại thâu tiền. Tạo lỗi lầm gây quả liên miên, nay lâm cảnh xích xiền chân cằn. Nghiệp trả dài nay con gánh nặng, quên những điều mẹ dặn mẹ khuyên, cũng vì ham vật chất của tiền. Nay lâm bệnh không yên không dừng, việc con làm ngày nay chịu đừng, nghĩ thân con không xứng đạo đồng. Mẹ thương tình hộ độ tử vong, con sám hối hết lòng tu xưa. Số phận con không còn chọn lừa, quyết tu tâm mỗi bữa mỗi ngày. Mẹ thương tình xa tội con trai, ban ân đức trong ngày sám hối. Đứa con thơ ngày nay nhận lỗi, quyết từ đây cải hối sửa lòng. Mẹ diêu trì vô thượng hư không, con chờ cứu trong lòng thân màu. Tội lỗi này con không dám dâu, mẹ thứ tha thân bầu má hồng. Phận má đào tựa cửa chợ trong, mẹ tha thứ trong dòng lao ly. Ngày hôm nay con đã nghĩ kỳ, cũng con ngày xưa miệt thị. Tao làm chi trọng quý khinh bằng, rồi bây giờ tàn tạ tấm thân, mang trong cảnh người dân đôi khổ. Ngày hôm nay con khờ giác ngộ, mẹ vô vi cứu độ con hiền. Nay lại cầu trời Phật tổ tiên, xin tất tổ cửu quyền tha thứ. Con nguyện hứa từ đây phụng sự, lo mẹ cha gìn giữ đạo lành. Quyết một lòng bỏ việc sát sanh, quên những cảnh người dân cướp của. Bỏ bón chén không màng tơ lụa,
cô từ đây giữ giớ bốn mùa. Sống cõi đời lúc ban lúc mua, trong trái cảnh dùng bùa mê nhàn, làm người mua trí tâm đạo loạn, dùng cân non bớt lãng thêm lời. Còn người mua dòm thấy ngẩn ngơ, đâu có biết giấy thờ mùa phép, gạt người đời ăn sang mặt đẹp, tội lỗi con dùng phép dùng bùa. Dục người đời sanh chung đến mua, rồi buôn bán giao lùa cắt cổ, nghỉ việc làm con đà xấu hổ, đến ngày nay giác ngộ muộn màng. Hậu quả này con phải dưỡng mang, nay sám hối lập đàn chuộc lỗi, biết là con gây ra nhiều tội, ngày hôm nay sám hối tội tình. Con dập đầu cúi lại giáng sinh, mong Ngọc Đế Thiên Đình tha thứ, quyết từ đây làm điều hiếu từ, sửa tấm lòng phụng sự mẹ cha, tạo hiền lương ăn ở nhận quà, làm phước đức giúp nhà đối khổ. Sửa tấm lòng từ đây giác ngộ, mẹ vô di hộ độ con nhờ, mẹ thương tình đừng bỏ con thơ, con ngu dốt dại khờ lầm lỗi, biết rằng con tạo ra nhiều tội, nhưng ngày nay cải hối sửa lòng. Mẹ thương tình hộ độ tử vong, con sám hối khóc ròng tha thiết, mẹ nỡ nào dứt tình đón tiệc, bỏ con thơ đưa điếc đưa mù. Mang nghiệp trần khờ dại mê ngu, nên dương phải tội tù địa phù, tâm không dựng quỷ ma khuyên dụ, làm ác gian đầy đủ tội tình. Hai chư thần ghi chép công minh, nên sự phạt lực hình giai trà, tạo cho nhiều nay mang hậu quả, rồi quỷ thần đài đã tâm linh, mang xót xa bi hại cực hình, mẹ ngữ chốn thiên đình tha thứ. Thương con thơ màng ba thi cử, cố công tu phụng sự đạo màu, hiện bây giờ mẹ ngữ nơi đâu, con khẩn nguyện lễ cầu sám hối, hứa từ đây cố công sửa lỗi, chuộc những điều gây tội vừa qua, con dập đầu lại mẹ cùng cha, xin Ngọc Đế mẫu bà tha thứ. Nam mô vô thượng
vẫn bỏ hờn. Mẹ phiên con làm nhân làm đức, mẹ phiên con giành giật mà chi, mẹ phiên con cố gắng thọ trì. Mẹ phiên con quy y hoàng mẫu, mẹ dạy con thi đậu trở về, mẹ dạy con cẩn kề kinh sám, mẹ dạy con trong đám con hiền. Mẹ dạy con cắn duyên con có, mẹ dạy con hiểu rõ từng lời, mẹ tạo ra tất cả cõi đời, mẹ tạo ra Phật trời tiên thánh. Mẹ tạo ra trong cảnh dương gian, mẹ tạo ra con dạy trần hoàng, mẹ tạo ra xóm làng tỉnh phu, mẹ tạo ra đầy đủ con thơ, mẹ phiên con ráng đỡ ráng chờ. Mẹ phiên con nhớ lời mẹ dặn, mẹ phiên con tiện tặng mà tu, mẹ phiên con quên giọng bỏ dù, mẹ phiên con công phu kinh sám, mẹ phiên con trong đám con hiền. Mẹ dạy con quy nguyên tâm pháp, mẹ dạy con đền đáp công ơn, mẹ dạy con bỏ oán bỏ hờn. Mẹ dạy con làm nhân làm đức, mẹ dạy con góp sức cho đời, mẹ dạy con những lời nhân ái, để con thơ làm phải làm lành. Mẹ tạo con tơ lụa chiếu mạnh, để con thơ được đẹp được lành, mà con thơ nào đâu hay biết, con lãng lỡ như điếc như mù. Mẹ xuống trần dạy đạo con tu, giảng dạy kinh công phu sám hối, mẹ đứng ra dẫn lối chỉ đường. Dạy con khờ khắp cả bốn phương, tâm lý đạo học thường mơ rò, ngày sám hối lễ cầu kinh mò, nửa đêm phía ghi rõ vào lòng. Mẹ xuống trần hộ độ tự vong, ráng đi con thuộc lòng kinh sám, nhớ nghĩa con trong đám con hiền. Chốn thiên đình mẹ ngự chẳng yên, phải xuống thế ban truyền linh điền, mở linh căn quyền cơ xây chiền, dạy kinh thơ lửa tiện nhi tài. Mẹ xuống trần mở đạo hoằng khai, đàn con dạy trai tài gái sắc, lòng qua hồ
cõi màng này tu tắc, mẹ thương con nên bắt nhịp cầu. Mẹ rảo từng khắp cả năm châu, chờ con dạy tu cầu sám hối. Ngày hôm nay mở đường chỉ lối, sợ con thơ mang tội Phật trời. Mẹ dạy con, mẹ dạy hết lời, mà con thơ chần chờ chi nữa. Đời tận cùng không còn chọn lựa, mẹ thương con đứng giữa đĩa cầu. Thấy con thơ quá dạy mẹ rầu, muốn ẩn mình rảo khắp năm châu. Ban chân điện nhiệm màu xuống thế, con thức tỉnh học điều kinh kệ. Ngày kỷ mẫu con nên kinh lệ, quả hương đăng thị trà tiên thầy. Nhập quy tiên kinh kệ đàn tràng, con lại cầu khẩn nguyện giấy gian. Ban chân điện mẫu hoàng hạ thế, đàn con thơ nữ nhi mỹ lệ, phận nam nhi kính lễ đạo đồng. Lập đàn tràng kỷ mẫu đã xong, đàn con dạy tiên đồng ngọc nữ. Đất quả thành long qua con dự, mẹ phán phê đất cử hội đào. Đàn con hiền nam nữ như nhau, long qua hội năm màu ngũ sắc. Thả lỏng cầu con bắt nhịp đầu, cửa từng quần mẹ ngữ đã lâu. Phiên con dạy năm châu bốn biển, lệnh mẫu hoàng thánh tiên tiếp điện. Lực quyền cơ dẫn chuyển con về, đàn con cờ đưa dạy đưa mê. Nay lập hội chính tề mũ màu, quy y mẫu mặc vào áo đào. Đàn con thơ trai thảo gái hiền, ở trần miền lập được phước duyên. Lòng qua hội đất liền chánh pháp, lòng nhân nghĩa con nào đền đáp. Cho mẫu nghi phải ráng học bài, nghĩ tất lòng nam nữ gái trai. Hiền nhân đức tức là con thào, bao nhiêu điều mẹ già dạy bảo. Cho con thơ học đạo làm lành, ráng sau này hưởng được công danh. Qua chính phẩm để dành con đó, đường tu học mẹ nay chỉ rõ. Mong con thơ chớ bỏ lý mình, trang giữ gìn lễ bái trì kinh. Tâm pháp đạo quyền linh hoàng mau, này con ôi gái
dày công thi đậu khoa kỳ, khai mạc thành ở tận cung di, ngày mở hội thi kỳ sắp đến. Đàn con thơ chấm công mười lần, nghĩa chân tu mới gọi đáp đền, được liệt vào dơ sổ bề trên, phân ngôi vị ban nền ngũ sắc. Khai hội thành mẹ đà sắp đặt, khác dương gian cảnh vật hồng trần, mẹ diêu trì mở cửa các lân, chờ đón rước cõi trần thoát xác. Dựng tâm tu chí công độ đạt, đàn con thơ thất lạc lâu rồi, quyết tu hành đừng bỏ buông trôi, về thi cử xong rồi mẹ chứng. Nếu đạo màu con đà nắm dừng, về dự thi được chứng đại đồng, mẹ diêu trì vô thượng hư không, ban áo màu cầm rồng ngũ sắc. Mẹ đỡ chờ con thơ sắp đặt, phân vị ngồi ôm chặt vào lòng. Nay con hiền thoát khỏi tử vong, niềm vui sướng trong lòng thân màu. Lời con thơ ngày xưa trình tâu, nay tận cùng thi đậu trở về. Nhìn con hiền mỹ lệ u uế, lòng thương cảm tràn trề lý nho. Đứa con thơ ngày xưa ruồng bò, ngày hôm nay biết ngõ biết đường, đời tận cùng về gặp mẫu dương, tình thâm thiết vô phương kể hết. Nữ duy nam nhìn nhau giống hệt, phân vị ngôi ngọc nữ tiên đồng. Nhìn con hiền trai gái song song, nàng ngọc nữ tiên bồng đắp pháp. Đời tận cùng nay con đền đáp, nghĩa chân tu quy hạp ý trời. Sám kinh thơ viên dạy hết lời, đường tu học chần chờ chi nữa. Long qua hội màn này chọn lừa, mẹ đứng ra chính giữa địa cầu. Nhìn khắp miền thế giới năm châu, thấy con lại con cầu sám hối. Đứa con thơ ngày nay biết lỗi, cố tâm tu học hỏi đạo lành, trang dần lòng bỏ việc sát sanh, tâm bất chánh tiêu hồn mất xác. Giữ thiện tâm quên đi việc ác, cố công tu chay lạc thường thường. Có chi bằng lúc muối lúc tương, tâm chi định lo lường giữ pháp.
mở đạo tiên con nào mến hạp thì quy y kết nạp vào hàng tu lại cầu khẩn nguyện dây gian ban chân điện mẫu hoàng ứng. Cây thông đạo con đà nắm dừng lực cơ quy chịu đựng lý phiền đã nhập vào pháp đạo tu tiên thì con phải giải phiền nghiệp chướng. Công cha mẹ bao năm phụng dường đạo hoằng khai chỉ hướng con về phiên con đừng buồn ba u mê mang lý khổ đêm về thương coi. Tâm pháp đạo ngày đêm học hồi để con thơ biết lỗi sửa mình chư thần ghi chép phân minh thiện hay ác công bình Facebook. Về thượng giới đi cùng một lúc tả chư thần trong đục tỏ bài hữu chư thần ghi chép phân hay đàn con dạy trai tài long qua hội màn này tu tắc ở dương gian sắp đặt thế nào hai chư thần thi lễ như nhau trình hoàng mẫu ngọc đào linh từ long qua hội dương trần có dự lệnh chấm công đắc cử khoa kỳ thiện ác lành phước đức có ghi tâm bất chánh vậy thì có ích. Số sanh chúng liệt vào cuốn lịch lòng hiếu trung giống hệt nhi đào ở trần miền thiện diệu như nhau nghe tâu rồi lệ trào tuôn chảy. Số con thơ bào thay phận gái chịu khổ đau bi hãy cứu bằng phận ma đào cực khổ tâm thân trong một tháng quỷ thần đến. Việc con thơ nó đã sắp đặt cho hài nhi dằn dặt ba ngày phận ma hồng cực khổ hơn trai phải đau khổ những ngày thay qua. Cố công tu mẹ ban phép là đắc đạo tiên thông thả ngọc mong con hiền đừng nghĩ diễn giống sanh dưới tự trong lòng phận gái. Con thơ ơi đừng nên dấp phải chí công tô lập lại cuộc đời đừng lý phiền đổ lễ tuôn rơ sanh mạng số nghiệp đời dây trà. Có chi đâu con xem làm là phận nữ nhi qua ngã tuổi già nghĩ số phận con cũng như ta mang số kiếp đàn bà bi hài.
con khờ con dài, xin mẫu thân làm lại lễ đào. Rồi bây giờ khổ hay làm sao, qua đã nợ ngày nào qua. Nay quỷ thần nó đà tín đồ, ngũ nguyệt đang tản phủ lục tình, thì con khờ hết tội gây chân, đến lúc đó vui mừng cũng đã. Tuổi thanh xuân thấy hạ cũng tàn, thật số trần không đẹp không sang, con khóc lóc than gian cùng lên. Số phận con mắc nợ dương trần, sanh ma đào cực khổ tâm thân. Nếu con nghĩ cũng gần như màu, mẹ cứu mang dương bào thái đầu, mẹ con mình thân bảo như nhau. Mang số kiếp tơ đào nguyệt liều, các con ơi nếu mà thông hiểu, cố công tô mẹ kiểu đêm về. Cho con hiền đến tại cung quê, quên những việc tràn trề tục thế. Những việc này ngày nay mẹ kể, muốn con thơ tiên thệ mẹ hiền. Rằng con khờ sắp mạng nhân duyên, tu đắc pháp quay thiền lui gót, long qua hội mạng này là chót. Con thơ ôi ráng đọt tên vàng, mạng kiếp đời số phận dựng an. Nay chân điện mẫu hoàng ra bút, xuống trần gian giải phiền trong đục, giúp con thơ tỉnh lúc kịp thời. Sám kinh hoàng giảng giải minh thơ, chờ đón rước con khờ đắc pháp. Nếu con nào chỉ công đền đáp, thì mẹ đây chừng nạp tên đề. Cảnh trần miền giờ thấy tham thế, chờ chi nữa không về dưới mau. Nay ngọn đèn mẹ đà rồi thâu, ráng đi con theo dấu chân bà. Dáng con hiền lòng dạ xót xa, nàng ngọc nữ con bà kim màu. Dứt lòng qua con đà thi đầu, mẹ đứng ra chính giữa địa cầu. Cứu con hiền khắp cả năm châu, về tiên cảnh Tây Lầu hưởng phước. Mau đi con gái trai lần lượt, dắt dìu nhau trên bước đường về. Chốn cung đình hưởng thọ thiên khê, đàn ngọc nữ quay về tiên cảnh. Ở thiên đình không còn nóng lạnh, hưởng thiên hoa vạn hạnh đời đời. Trỗi nhạc trầm khúc điệu linh thơ, ban chính phẩm lĩnh cờ ngũ sắc. Mùi hương hoa sống ra nồng nặc, hưởng đi con dạng vật thiên đình.
nhiễm màu ứng hiện quái linh. Ngàn phép lạ trong mình con trẻ, bước chân đi mau lẹ muôn ngàn. Khác trần miền tục thế dương gian, nay mẹ dạy trong hàng nam nữ. Thôi trần miền con thơ ráng giữ, lễ qua thi đắc cử hội đào. Con trần miền trai gái như nhau, dứt kinh xám mẹ chào quay gót. Dạ con thơ lị hồng nhỏ giọt, cô công tô trở lại tiên. Quyền được gần mẹ cha.
xin Bồ Tát Phật Bà Mẹ sanh. Độ con căn bệnh đặng lành, để con cố gắng học rành nghĩa tu. Cúi xin Bồ Tát văn thù, dạy cho con hiểu nghĩa tu thoát hồn. Ở đời nhiều việc đã mong, chỉ mong tu hành thoát hồn linh căn. Số con nghiệp quả nặng hoành, bây giờ tu sửa ăn năn muộn màng. Con quỳ khẩn nguyện giai gian, cầu Đức Mẫu Hoàng cứu vớt hồn. Mẹ ơi dạy bất ly phiền, nợ trần nghiệp quả khó yên thọ trì. Cúi đầu tiên thệ quy y Đức Mẹ Diêu Trì Từ Mẫu chứng con. Lời cầu vang đến cung son, mẹ thương mẹ đồ cho con đạt. Nam mô Diêu Trì Kim Màu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Màu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Màu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô A Di Đà Phật.
dạy con yêu nước mến dân, dạy con học đạo lập thân sau này. Ơn sâu nghĩa nặng của thầy, bao năm dạy dỗ đủ đầy lý ngôn. Thầy thương thầy cứu phần hồn, thầy độ phần xác gia môn bình hòa. Ơn thầy di tở như cha, dạy dỗ nhận quà ăn ở hiền lương. Dân thầy con mến con thương, gặp thầy thường thường dạy dỗ cho con. Dầu cho biển cạn con thầy một dạ làm con của thầy. Dầu rằng thấy cuộc đổi xây, con quyết theo thầy học đạo làm nhân. Từ đây bỏ giận bỏ hờn, bỏ phiền bỏ não bỏ hơn người đời. Thầy thương thầy dạy hết lời, chúng con nhớ mãi trọn đời không quên. Thầy ơi con hứa đáp đền, gắng công tu học không quên lời thầy. Xin thầy hộ độ nơi đây, chúng con cúi lại mong thầy chứng cho. Nguyện cầu con lại còn lo, sợ rằng thầy bỏ con mò đi đâu. Nửa đêm chờ lúc qua canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con. Bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứu cho con trở về. Khuyên con nhớ kiện nhớ quê, khuyên con nhớ kỹ lời thầy của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng con trần miền. Bây giờ con có nhân duyên, được thầy dạy dỗ lên thiền quấn ba. Thầy thương thầy độ cả nhà, anh em huynh đệ ông bà của con. Bệnh đau thầy cũng lo tròn, gặp điều xui rủi thì con cũng nhờ. Ơn thầy không dám làm ngơ, nghĩa thầy mãi mãi tôn thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt râm râm, những lời thầy dạy thấm tâm nhớ hoài.
thầy khuyên con phải ăn chay, niệm Phật mỗi ngày cho được hồi sinh. Giờ này dứt quyển tâm kinh, lễ cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lễ cầu dân an. Nguyện cầu đại đức thiện hoàng, thầy về ứng chứng giấy vàng chốn này. Lại này con lại tổ thầy, thương tình hộ độ nơi đây học bài. Am thiền nam nữ gái trai, cúi đầu đảnh lễ đức ngài Minh Châu. Nam mô Kim Tinh Ngọc cầu sám hối.